Trong phần 1, chúng ta đã xem xét các chu kỳ của dòng tiền thoát khỏi vòng luẩn quẩn và triết lý của người cha giàu, người cha nghèo. Trong phần 2, chúng ta sẽ đề cập đến lịch sử thuế, bí mật của người giàu, những trở ngại đối với sự giàu có và nhiều hơn thế nữa. Bài học 4, lịch sử thuế và quyền lực của các tập đoàn. Người cha giàu của tôi chỉ chơi trò chơi một cách thông minh và ông ấy đã làm điều đó thông qua các doanh nghiệp. Mỗi khi ai đó cố gắng trừng phạt người giàu, người giàu không chỉ đơn giản tuân theo. Họ phản ứng lại. Họ có tiền, quyền lực và có ý định thay đổi mọi thứ. Họ không chỉ ngồi đó và tự nguyện nộp thêm thuế. Tuy nhiên, trong lịch sử loài người, thuế trông rất khác so với cách mọi người đánh thuế ngày nay. Thỉnh thoảng các vị vua, hoàng hậu và tổng thống sẽ thu thuế nhằm nỗ lực hỗ trợ chiến tranh. Nhưng không có loại thuế cố định nào đánh vào thu nhập của người dân. Ngay cả trong thời chiến Mức thuế cao nhất ở đế chế La Mã chỉ là khoảng 3%. Ban đầu ở Anh và Mỹ không có thuế, chỉ đến năm 1874, thuế thu nhập mới trở thành cố định ở Anh. 39 năm sau, Hoa Kỳ cũng làm theo với việc thông qua tu chính án thứ 16 khiến thuế thu nhập trở thành cố định. Những loại thuế cố định này đã được thông qua thành luật dưới chiêu bài rằng chúng chỉ được đánh vào người giàu. Đa số người nghèo và tầng lớp trung lưu được thông báo rằng luật mới sẽ chỉ trừng phạt người giàu quyết định này cuối cùng sẽ phản tác dụng và trừng phạt những người đã bỏ phiếu cho nó đó chính là người nghèo và tầng lớp trung lưu khi chính phủ phát triển ngày càng cần nhiều tiền thuế hơn để hỗ trợ nó người cha giàu coi người cha nghèo là một quan chức chính phủ và ông là một nhà tư bản cả hai đều được thúc đẩy bởi các cơ cấu khuyến khích trái ngược nhau hãy đặt mình vào vị trí của một chính trị gia hoặc nhân viên chính phủ động lực của bạn là tiêu tiền và thuê người bộ phận hoặc tổ chức của bạn càng lớn thì nó càng được củng cố và tôn trọng bạn được khuyến khích chi tiêu từng đô la trong ngân sách có thể bởi vì nếu không bạn có nguy cơ mất số tiền đó trong ngân sách tiếp theo nếu bạn là một chính trị gia tranh cử vào chính phủ bạn không vận động dựa trên khả năng cắt giảm chi phí hoặc cân đối ngân sách bạn đang vận động dựa trên tất cả những thứ bạn sẽ xây dựng tạo ra hoặc cung cấp cho cử tri của mình và vào cuối ngày bạn không tiêu tiền từ tài khoản ngân hàng của chính mình bạn đang tiêu tiền thuế của người dân Bây giờ hãy đặt mình vào vị trí của người bố giàu, một chủ doanh nghiệp. Động lực của bạn là chi tiêu ít hơn và chỉ tuyển dụng khi cần thiết. Và cuối cùng, bạn có thể triển khai vốn của mình theo cách hiệu quả hơn vì đó là tiền của bạn. Người cha giàu không coi Robin Hood là anh hùng. Ông ta gọi Robin Hood là kẻ lừa đảo. Lý thuyết kinh tế lấy của người giàu và chia cho người nghèo và tầng lớp trung lưu chỉ tồn tại cho đến khi chính phủ cần thêm tiền để duy trì hoạt động dẫn đến việc phải đánh thuế đối với tầng lớp trung lưu và người nghèo tại thời điểm này người giàu đã tìm ra cách mới để bảo vệ tài sản của mình người giàu tìm cách trốn thoát và tìm kiếm sự bảo vệ của một doanh nghiệp đối với hầu hết mọi người khi nghe đến từ doanh nghiệp họ có thể tưởng tượng ra một thứ gì đó hữu hình như một tòa nhà lớn với hàng trăm nhân viên trên thực tế doanh nghiệp chỉ là một tờ giấy tạo nên một cơ quan đủ pháp lý người giàu bảo vệ tài sản của mình thông qua các doanh nghiệp tại sao bởi vì nó mang lại cho họ lợi thế về thuế so với người nghèo và tầng lớp trung lưu thuế xuất doanh nghiệp thấp hơn thuế thu nhập cá nhân hãy nhìn kỹ vào thứ tự này một nhân viên kiếm tiền đóng thuế và sau đó chi tiêu một chủ doanh nghiệp kiếm tiền chi tiêu và sau đó nộp thuế công ty có thể làm nhiều việc mà nhân viên không thể làm được chẳng hạn như thanh toán chi phí trước thuế thu nhập của chủ doanh nghiệp chảy qua công ty và trả lương cho họ như một khoản chi phí nếu bạn tự trả cho mình một mức lương nhỏ bạn cũng tránh được khung thuế cao hơn mà những nhân viên có thu nhập cao hơn phải trả. Tiền trước thuế ở đây là nơi người giàu tìm cách giảm thiểu gánh nặng thuế của họ nhiều nhất có thể thông qua các khoản khấu trừ và các lỗ hồng pháp lý khác. Bài học 5. Người giàu phát minh ra tiền Hệ thống hoạt động kiếm tiền của hầu hết mọi người là kiếm một công việc tốt, làm việc chăm chỉ và tiết kiệm để đạt được tự do tài chính. Người giàu không đánh đổi thời gian của mình để lấy tiền lương theo giờ. Họ tìm mọi cách để xây dựng tài sản, để xây dựng cơ sở tài sản của mình bạn cần có trí tuệ về tài chính tài sản mạnh mẽ nhất mà chúng ta có là tâm trí của chúng ta nếu được rèn luyện tốt nó có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ một bộ óc không được rèn luyện cũng có thể tạo ra tình trạng nghèo đói cùng cực khiến một gia đình phải chịu đựng nhiều thế hệ trong thời đại thông tin ngày nay tài sản lớn nhất của bạn chính là trí óc những cách kiếm tiền và làm giàu cũ không còn hiệu quả nữa Phát triển trí tuệ tài chính là chìa khóa để tìm kiếm và tạo ra các cơ hội kinh doanh sinh lời. Để có được trí tuệ tài chính, bạn cần học những điều sau. 1. Kiến thức tài chính, khả năng đọc và hiểu báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp có thể cho thấy điểm mạnh và điểm yếu của nó. 2. Chiến lược đầu tư, đầu tư là khoa học kiếm tiền. 3. Hiểu biết về cung và cầu. 4 hiểu biết về pháp luật, hãy nhận biết tất cả các quy định và luôn tuân thủ luật lệ. Đạt được trí thông minh tài chính sẽ cho phép bạn nhìn thấy những cơ hội bên ngoài mô hình kiếm tiền tìm việc làm, làm việc chăm chỉ và tiết kiệm. Hãy luôn học hỏi để cải thiện bốn lĩnh vực này. Những người thông minh về tài chính luôn có nhiều lựa chọn hơn để tạo ra sự giàu có vì họ không ngừng tìm kiếm và phát minh ra những cách mới để đầu tư hoặc xây dựng tài sản của mình. Bạn không thể là người ngồi bên lề chờ đợi thời điểm hoàn hảo hoặc ý tưởng hoàn hảo xuất hiện. Bạn cần phải hành động. Lòng can đảm cùng với sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán có thể tạo nên sự khác biệt. Bài học 6. Làm việc để học, đừng làm việc vì tiền. Câu hỏi lúc này là, mọi người đang tìm kiếm nơi họ hướng tới hay chỉ cho đến khi nhận được khoản lương tiếp theo? Nếu bạn cần kiếm việc làm và làm việc cho ai đó, hãy làm việc để học những kỹ năng mới hầu hết mọi người chỉ tập trung vào những lợi ích ngắn hạn và sẽ nhận một công việc được trả lương cao hơn nhưng không dạy họ điều gì thay vì một công việc mang lại cho họ những kỹ năng để thành công về lâu dài khi bạn mới bắt đầu hãy coi trọng việc học các kỹ năng mới hơn là tiền bạc và sự đảm bảo về công việc sự ổn định trong công việc có ý nghĩa rất lớn đối với người cha có học thức của tôi việc học có ý nghĩa rất lớn đối với người cha giàu của tôi Người cha nghèo muốn Robert trở nên có chuyên môn cao và tập trung vào việc đảm bảo công việc, trong khi người cha giàu muốn Robert biết một chút về rất nhiều thứ. Những kỹ năng chính bạn nên tập trung vào việc học là: 1. Quản lý dòng tiền và cách triển khai vốn. 2. Quản lý hệ thống, cách lập kế hoạch và phân bổ thời gian hiệu quả. 3. Quản lý con người, tìm hiểu cách tuyển người và cách động viên nhân viên các kỹ năng chuyên môn chính mà robert đề xuất là bán hàng viết quảng cáo và tiếp thị và các kỹ năng giao tiếp chính là viết nói và đàm phán hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng việc chuyển từ công ty này sang công ty khác là không tốt nhưng nhìn chung hầu hết các công việc sẽ không giúp bạn có được tất cả những kỹ năng liên quan này ngô bớt coi việc làm việc cho các công ty khác nhau là một quyết định sáng suốt bạn sẽ học được nhiều điều hơn và từ góc nhìn dài hạn điều này sẽ mang lại lợi ích thế giới đầy rẫy người nghèo tài năng Tài năng thôi chưa đủ để thành công. Nhiều người tài năng lại nghèo hoặc làm những công việc lương thấp. Điều này là do họ chưa học được các kỹ năng để tận dụng tài năng của mình thành các phần thưởng tài chính. Sự khác biệt cơ bản giữa người giàu và người nghèo là cách họ xử lý nỗi sợ hãi. Dưới đây là 5 lý do khiến mọi người không đạt được thành công về mặt tài chính. 1. Sợ hãi. Họ sợ mất tiền hơn là kiếm được tiền. 2. Sự hoài nghi. Họ hoài nghi và không tin rằng bản thân có thể trở nên giàu có. 3. Lười biếng. Họ quá lười thay đổi thói quen. 4. Thói quen xấu. Hành vi của họ đối với tiền bạc được quyết định bởi thói quen của họ. 5. Kiêu căng. Họ kiêu ngạo, ngu dốt và ích kỷ. Vượt qua nỗi sợ mất tiền. Người giàu và người nghèo đều có nỗi sợ hãi, nhưng cách họ đối mặt với nỗi sợ hãi thì khác nhau người giàu có thể giải quyết nỗi sợ mất tiền trong khi người nghèo lại bị tê liệt vì nỗi sợ này người nghèo thường tránh chủ đề về sự sợ hãi hoặc tiền bạc người nghèo coi những mất mát là vĩnh viễn và không thể thay đổi được trong khi người giàu coi những mất mát trên hành trình là không thể tránh khỏi và chỉ là tạm thời điều quan trọng là lấy cảm hứng từ những thất bại của bạn trên đường đi biết rằng đó là một bài học quý giá để rút kinh nghiệm và chỉ là những bước lùi tạm thời vượt qua sự hoài nghi. Người hoài nghi thích chỉ trích, người chiến thắng thích phân tích. Sự hoài nghi là nguyên nhân khiến hầu hết mọi người trở nên nghèo khó. Khi bạn thậm chí không tin rằng mình có thể trở nên giàu có và nghi ngờ bản thân, bạn đã để cơ hội trôi qua và bạn thích chơi an toàn hơn. Những người hoài nghi sẽ cho bạn biết tất cả lý do tại sao điều gì đó không hiệu quả nhưng lại chưa bao giờ thực sự thử nó. Người giàu luôn phân tích và suy nghĩ xem mọi thứ có thể hoạt động như thế nào người nghèo luôn chỉ trích và suy nghĩ tại sao mọi việc lại không thành công vượt qua sự lười biếng quá nhiều người lười biếng chấp nhận hiện trạng và không phấn đấu để đạt được điều gì đó tốt đẹp hơn thay vì nói tôi không đủ tiền mua hãy thử thay đổi suy nghĩ của bạn thành làm sao tôi có thể mua được điều này mở ra bộ não và buộc nó phải nghĩ ra giải pháp nếu bạn chỉ nghĩ tôi không đủ khả năng chi trả nó sẽ ngay lập tức dập tắt tham vọng của bạn quá tham lam là điều không tốt nhưng Kiyosaki nói với chúng ta rằng một chút tham lam sẽ giúp bạn vượt qua sự lười biếng. Vượt qua những thói quen xấu. Để phát triển những thói quen tài chính tốt, hãy bắt đầu bằng việc trả tiền cho bản thân trước. Phần lớn mọi người trả tiền cho người khác trước khi họ trả tiền cho chính mình. Khi bạn được trả tiền, hãy trả tiền cho chính bạn trước, sau đó là những người khác. Nếu bạn không có đủ tiền để trả cho chính phủ hoặc các chủ nợ, điều này sẽ buộc bạn phải nghĩ ra cách sáng tạo để kiếm nhiều tiền hơn và trả nợ cho họ. Nếu bạn trả tiền cho mình sau cùng, bạn sẽ không phát huy được sự sáng tạo này. Vượt qua sự kiêu ngạo Nhiều người dùng sự kiêu ngạo để che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Hồ bất thường thấy rằng những người không biết mình đang nói về điều gì thường sẽ nói dối trong cuộc thảo luận một cách kiêu ngạo. Hãy cố gắng đừng trở thành người đó. Khi nói đến đầu tư và làm giàu, đừng bao giờ cho rằng bạn biết mọi thứ luôn cởi mở với quan điểm của người khác và đừng bao giờ cho rằng bạn có mọi câu trả lời. Bài học 8: Cách bắt đầu. Để bắt đầu hành trình đạt đến tự do tài chính, hãy thử 10 bước sau. 1. Tìm mục đích. Hãy tìm một lý do lớn hơn chính bản thân bạn để giúp bạn đi đúng hướng và giúp vượt qua những trở ngại. 2. Đưa ra những lựa chọn hàng ngày giúp bạn hướng tới mục đích của mình thói quen chi tiêu của bạn phản ánh bạn là ai bạn có thể chọn giàu nghèo hay trung lưu mỗi ngày thông qua những quyết định hàng ngày của mình người nghèo có thói quen chi tiêu kém cuối cùng tương lai của bạn là sự tổng hợp của tất cả những quyết định nhỏ mà bạn đưa ra mỗi ngày thay thế những kiểu suy nghĩ tiêu cực như tôi sẽ không bao giờ giàu có bằng cách nghĩ về một điều bạn có thể học hoặc làm hôm nay sẽ thúc đẩy bạn hướng tới mục tiêu tài chính đó ba hãy chọn bạn bè một cách cẩn thận Robert cảnh báo chúng ta đừng nghe lời những người tội nghiệp hoặc đang sợ hãi. Họ sẽ cho bạn biết tất cả lý do tại sao những gì bạn đang làm không hiệu quả, nhưng thực ra bản thân họ không có liên quan gì đến trò chơi. Chọn những người bạn muốn kết giao vì những người này sẽ ảnh hưởng đến những quyết định bạn đưa ra và những cơ hội mà bạn tìm thấy nhiều nhất. 4. Nắm vững những gì bạn đã học, sau đó học điều gì đó mới. Bạn trở thành những gì bạn học. Đối với đại chúng Công thức được sử dụng nhiều nhất là làm việc để kiếm tiền, thức dậy, đi làm, thanh toán hóa đơn, lặp lại. Trong nền kinh tế phát triển nhanh chóng ngày nay, điều quan trọng không phải là bạn biết nhiều mà là bạn có thể học những điều mới nhanh đến mức nào. Có vô số cách kiếm tiền, nhưng rất nhiều người tin rằng họ chỉ có thể trở thành nhân viên để kiếm tiền. 5. Phát triển kỷ luật tự giác, trả tiền cho bản thân trước. Khi việc thanh toán hóa đơn trở nên quan trọng hơn việc thanh toán cho bản thân, cuộc sống của bạn đang bị chi phối bởi những nghĩa vụ đó. Nếu bạn trả tiền cho chính mình trước, bạn sẽ luôn xây dựng cột tài sản của mình và bạn sẽ ít có khả năng phải gánh khoản nợ tiêu dùng hơn nếu bạn biết mình phải trả tiền cho mình trước. 6. Trả giá cao cho lời khuyên tốt. Thông tin là vô giá. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện điều gì đó, hãy sẵn sàng trả tiền cho người đã làm việc đó. Thông tin bạn đang trả tiền sẽ là một phần rất nhỏ trong khoảng tiền mà bạn sẽ đạt được trong tương lai. 7. Nhận được thứ gì đó mà không mất gì. Bất cứ khi nào bạn thực hiện đầu tư, hãy luôn tập trung vào việc ít nhất là hòa vốn càng nhanh càng tốt. Sau khi khoản đầu tư ban đầu của tài sản đã được thu hồi, bất kỳ thu nhập bổ sung nào từ tài sản nằm trong cột tài sản của bạn chỉ là một phần thưởng bổ sung và bạn sẽ không phải thức trắng đêm khi nghĩ đến những biến động của thị trường. 8. Sử dụng tài sản của bạn, không phải vốn, để chi trả cho những thứ xa xỉ vay tiền thì dễ trong ngắn hạn nhưng khó về lâu dài đừng bao giờ mắc nợ những thứ xa xỉ robert cũng giống như hầu hết mọi người đều yêu thích những thứ xa xỉ nhưng anh ấy sẽ không bao giờ mắc nợ để tài trợ cho những chiếc xe hơi sang trọng hoặc những sản phẩm xa xỉ khác chỉ có tiền được tạo ra từ tài sản mới có thể được sử dụng vào mục đích xa xỉ việc phân bổ tiền và kiểm soát xung lực này đòi hỏi phải có kỷ luật Hầu hết mọi người đều thiếu kỷ luật này và cuối cùng trở thành người phục vụ cho món nợ mà họ phải gánh để trả cho những thứ xa xỉ thay vì tập trung vào việc xây dựng tài sản. 9. Tìm những anh hùng, tất cả chúng ta đều cần những anh hùng để ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho chúng ta trên hành trình của mình. Hãy dành chút thời gian và công sức để chọn ra một vài anh hùng tài chính mà bạn muốn noi theo. Đọc về họ, nghe các cuộc phỏng vấn với họ, tìm hiểu về tính cách của họ và truyền năng lượng của họ vào cách bạn tiến hành hành trình tài chính của riêng mình. 10. Cho đi và bạn sẽ nhận lại. Nếu bạn không thể dạy điều gì đó, điều đó có nghĩa là bạn không thực sự hiểu. Bạn càng dạy người khác những gì bạn biết thì bạn sẽ càng học được nhiều hơn. Hãy luôn hào phóng với kiến thức của mình. Bạn càng cho đi nhiều, có thể là kiến thức, tiền bạc, nụ cười, tình yêu, bạn sẽ nhận được càng nhiều hãy chắc chắn rằng việc cho đi này thực sự xuất phát từ niềm vui cho đi và giúp đỡ người khác chứ không phải vì bạn mong nhận lại được điều gì đó nhân tiện tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các thành viên của kênh đã ủng hộ tài chính để kênh tri thức nhân loại có thể tiếp tục sứ mệnh của mình là đem kiến thức tới cho mọi người việt nam nếu bạn thích video của tôi thì hãy cân nhắc tham gia cùng họ hoặc xem những video khác của chúng tôi hẹn gặp bạn trong các video tiếp theo